Hello các bạn nha, thì hôm nay thầy sẽ sửa cho tụi em tiếp cái đề số 3 nha tụi em, để các bạn có thể hoàn thành tốt cái bài kiểm tra học kỳ 1. Rồi đầu tiên là câu số 1 nè tụi em. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox nè, vận tốc của vật. Thì các bạn biết vận tốc á, nó là một cái hàm biến thiên điều hòa theo thời gian, đúng không? Cho nên đáp án sẽ là câu C. Đấy, câu 2, công thức tính tần số của dao động con lắc lò xo. Con lắc lò xo á tụi em, thì công thức tính tần số F sẽ là bằng 1/2pi nhân căn K chia M. Đáp án là câu C. Đây là công thức thôi, cho nên thầy sẽ đi nhanh nha. Câu 3, khi một con lắc lò xo đang dao động tắt dần do lực ma sát tụi em, thì cơ năng của con lắc chuyển hóa dần thành. Các bạn biết nè, cái dao động tắt dần đó tụi em thì chủ yếu là cơ năng nó sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng nha. Đáp án là câu D. Rồi câu số 4 nè, trong dao động điều hòa ly độ vận tốc gia tốc, tức là X, V, A, ba thằng này đều biến thiên điều hòa, là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian và cùng cái gì? Thì các bạn nhớ nè, ba thằng này đều biến thiên điều hòa theo thời gian và cùng tần số, cùng chu kỳ và cùng tần số gốc, cho nên đáp án sẽ là câu C, đúng không tụi em? Ba thằng này cùng tần số nha. Rồi câu số 5, năng lượng của một vật dao động điều hòa, năng lượng chính là cơ năng đó tụi em. Câu A, bằng với thế năng của vật khi mà đi qua vị trí biên. À câu này đúng luôn rồi, tại vì các bạn biết thì tụi em học chương 1 tụi em biết rồi mà, đúng không ạ? Đây là cân bằng nè, đây là biên dương nè, đây là biên âm nè. Đấy, thì khi mà vật đi qua hai cái vị trí biên này thì thế năng sẽ cực đại, đúng không? Mà thế năng cực đại thì nó sẽ bằng chính bằng cơ năng luôn, tại vì lúc đó động năng bằng không mà. Vậy thì đáp án sẽ là câu A luôn nha tụi em. Vậy thì câu này sai, câu này sai, câu này sai. Rồi câu 6, khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai? Nhớ là chọn câu sai nha. Câu A, quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng, đúng rồi. Câu B, sóng cơ là quá trình lan truyền của phần tử vật chất, sai rồi. Phần tử vật chất đâu có lan truyền theo sóng đâu, phần tử vật chất nó chỉ dao động tại chỗ thôi. Đáp án sẽ là câu B. Câu B là câu sai. Vậy câu này đúng nè, câu này đúng nè. Rồi câu 7 nha tụi em, chọn câu đúng nè. Câu A, sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây, sai. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang. Câu này sai. Thật ra tụi em, để phân loại sóng dọc với sóng ngang á, người ta phải dựa vào phương dao động và phương truyền sóng. Thầy lấy ví dụ nha. Đây các bạn quan sát nè, cái này là phương truyền sóng đi. Thì ví dụ, một cái phần tử vật chất nằm trên phương truyền sóng nè, nó sẽ dao động vuông góc theo phương vuông góc với lại phương truyền sóng, thì cái này là sóng ngang. Thấy chưa? Còn nếu mà cái phần tử vật chất á tụi em, nó dao động trùng với lại phương truyền sóng, thì nó sẽ là sóng dọc. Đây là phương truyền sóng, tức là người ta phải dựa vào phương dao động của phần tử môi trường và phương truyền sóng, nghe chưa? Các bạn đọc câu C nè. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động của phần tử môi trường nè trùng với lại phương truyền sóng nè, cho nên đáp án là đúng rồi. Được chưa tụi em? Câu 7 sẽ là câu C nha. Tiếp câu số 8 nào. Khi nói về bước sóng, câu nào sau đây là sai tụi em? Câu A, bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ, đúng. Câu B, bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha. Câu này chuẩn quá rồi. Bước sóng nó có nhiều cách định nghĩa lắm tụi em. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha. Câu này đúng. Câu C, hai phần tử môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động vuông pha. Một nửa bước sóng à? Tức là cái D á tụi em, tức là hai cái điểm mà cách nhau một nửa bước sóng là 0.5 lambda. 0.5 lambda là một số bán nguyên lần bước sóng, thì nó phải ngược pha chứ không phải vuông pha tụi em, đúng không? Cái này thầy có dạy ở cái bài độ lập pha của sóng rồi đấy, các bạn nhớ chưa? Hai điểm mà cách nhau một số nguyên lần bước sóng là cùng pha, một số bán nguyên lần bước sóng là ngược pha, được chưa? Cho nên cái câu này nó nói cách nhau nửa bước sóng là vuông pha là sai rồi, sai ngay chỗ này nè, cho nên chọn câu C luôn. Mình đang cần chọn câu sai mà, cho nên câu D đúng nha. Rồi câu số 9 nha tụi em. Gọi V rắn, V L, V K lần lượt là vận tốc truyền sóng cơ trong môi trường rắn lỏng khí. Các bạn nhớ không? Sóng cơ định nghĩa của nó là gì tụi em? Sóng cơ á, nó là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi. Tức là mật độ môi trường mà càng lớn á, thì nó sẽ truyền càng nhanh. Thì các bạn biết cái chất rắn thì cái mật độ nó lớn hơn chất lỏng chất khí, đúng không? Thì các bạn nhớ luôn cho thầy nha. Nhớ luôn cho thầy là vận tốc truyền sóng cơ trong chất rắn sẽ lớn nhất, sau đó sẽ tới chất lỏng, đấy, sẽ tới chất khí. Rồi đáp án sẽ là câu C. Về rắn lớn hơn về lỏng lớn hơn về khí. Ok cho tụi em. Rồi tiếp, một sóng âm truyền từ không khí vào nước. Các bạn nhớ nè,
Bây giờ cái sóng này tụi em nó truyền từ không khí vào nước, tức là ở trên đây là không khí nè, ở trên đây là không khí nè, ở dưới là nước, nước thì là chất lỏng đó. Vậy thì các bạn biết cái sóng này nó truyền từ không khí, nó truyền qua qua khí, nó truyền qua lỏng. Thì các bạn biết từ khí nè, nhìn nè, khí nè mà truyền qua lỏng nè thì tốc độ tăng, đúng không? Tóm lại là tốc độ tăng. Vậy các bạn phải nhớ nè, các bạn phải nhớ một điều bất di bất dịch nè, đó là tần số luôn không đổi, được không tụi em? Tần số luôn không đổi, cả sóng điện từ cũng vậy nha. Sóng điện từ khi mà nó lan truyền qua cái môi trường này sang môi trường khác á tụi em, thì cái tần số cũng luôn không đổi. Thì các bạn nhớ như vậy. Thì các bạn biết công thức nè, các bạn biết nè, công thức nè, lambda thì bằng V chia F, đúng không tụi em? Cái thằng này thì luôn không đổi rồi. Vậy bây giờ cái V này tăng thì sao tụi em? Nè, cái vận tốc này mà tăng, đúng không? Vậy thì cái lambda này cũng sẽ tăng, tức là bước sóng tăng. Ok chưa? Vậy thì các bạn chọn tần số không đổi nha, và bước sóng tăng. Rồi, vậy thì câu A, bước sóng đều sai nè, tần số thay đổi là sai nha. Đây, câu B nè, tần số không đổi nè, bước sóng thay đổi nè, thầy cũng biết được là bước sóng tăng nữa nghe chưa tụi em. Đó, đó là câu số 10. Tiếp, câu số 11. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng âm? Sóng âm là gì tụi em? Sóng âm á, sóng âm không truyền được trong chân không. À, câu này đúng luôn rồi. Sóng âm nó là sóng cơ mà tụi em, sóng cơ, sóng âm nó là sóng cơ mà. Đúng chưa? Câu 12. Hai nguồn kết hợp không cần điều kiện nào? Hai nguồn kết hợp là hai nguồn cùng phương cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Đấy, vậy cho nên không cần cùng biên độ nha tụi em. Hai nguồn kết hợp thì không cần cùng biên độ. Tức là khác biên độ cũng sẽ xảy ra giao thoa được nha tụi em. Đúng không? Hai nguồn kết hợp là điều kiện để xảy ra giao thoa sóng á, nhớ không? Rồi, câu số 13. Khi xảy ra giao thoa của hai sóng kết hợp thì biên độ sóng tại các điểm trong vùng giao thoa. Các bạn biết nè, khi mà xảy ra giao thoa tụi em thì biên độ sóng á tại các điểm trong vùng giao thoa có những điểm nó sẽ được tăng cường, tức là cực đại á tụi em, tăng cường tức là điểm di động với biên độ cực đại, còn triệt tiêu là cực tiểu giao thoa đó. Vậy thì đáp án sẽ là câu D. Được chưa tụi em? Khi xảy ra giao thoa của hai sóng kết hợp á thì cái biên độ sóng tại các điểm trong vùng giao thoa có những điểm được tăng cường và có những điểm sẽ triệt tiêu. Đấy các bạn nhớ nha. Rồi, câu 14. Sóng điện từ. Sóng điện từ là sóng ngang nha, cho nên người ta nói là sóng dọc là sai. Sóng điện từ là sóng ngang và nó sẽ mang năng lượng, các bạn nhớ nha. Câu B, là điện từ trường lan truyền trong không gian, câu này đúng rồi, này định nghĩa của nó nè. Câu C, có thành phần điện trường và thành phần từ trường. Thành phần điện trường là cái vector cường độ điện trường A á tụi em. Thành phần từ trường là cái vector cảm ứng từ B đấy. Được chưa? Tại một điểm di động cùng phương, sai rồi. Nó phải vuông phương. Hai cái thằng này phải vuông phương và cùng pha, nghe chưa? Cho nên đáp án sai là câu C. Đấy. Rồi, câu 15. Ứng dụng của tia hồng ngoại, các bạn nghe nè. Tia hồng ngoại á, thì tính chất nổi bật của nó là tác dụng nhiệt, các bạn nhớ nha. Tính chất nổi bật của nó là tác dụng nhiệt, cho nên nó sẽ dùng để sấy khô sưởi ấm nha tụi em. Đáp án là câu A. Được chưa? Rồi, câu 16. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì các bạn nghe nè, nguồn phát ra tia tử ngoại là các vật có nhiệt độ cao trên 2000 độ C. Ví dụ như là mặt trời nè, thấy không? Mặt trời nè, hồ quang điện nè. Đấy, mấy cái này là sẽ phát ra tia tử ngoại nè. Hồ quang điện. Đấy, thầy ví dụ cho một vài cái thôi. Tiếp câu số 17 nha tụi em. Một vật dao động điều hòa theo phương trình như thế này. Rồi, ly độ của vật tại cái thời điểm t bằng 1 giây. Các bạn thay cái t này vào cái phương trình này, các bạn bấm máy là ra nha tụi em, thì nó sẽ ra luôn là 6 đấy. Đấy, câu này dễ. Tiếp câu 18. Một chất điểm dao động điều hòa. Các bạn nghe nè, người ta nói là trong 10 dao động, tức là 10 chu kỳ đi được một quãng đường là 120 cm, các bạn nghe nè. Một chu kỳ thì quãng đường vật đi được sẽ luôn luôn là bằng 4 nhân A. Đúng không? Vậy thì bây giờ 10 dao động, tức là thầy sẽ có 10 chu kỳ. 10 chu kỳ thì quãng đường mà vật đi được sẽ là bằng 10 nhân cho 4A. Đúng không? Rồi. Vậy thì á, người ta cho các bạn luôn quãng đường này là 120 rồi. Cái này là 120. Có phải các bạn sẽ suy ra được biên độ A không ạ? Đấy, các bạn tính ra A nha. Vậy thì 120 chia cho 40, vậy thì A sẽ là 3 cm. Đấy, sẽ là câu C. Rồi, câu 19 nha tụi em. Câu 19 nè. Một con lắc lò xo nè, dao động điều hòa với tần số F nè. Người ta nói là nếu mà tăng khối lượng con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của nó sẽ là... Bài này thì bây giờ các bạn lớn rồi, các bạn biện luận luôn nha, đừng có làm theo cái kiểu công thức thay thay như cấp 2 nữa. Thầy chỉ nè, các bạn biết công thức tính tần số của con lắc
lò xo á, nó sẽ là bằng 1/2 pi nhân cho căn K chia M. Thì các bạn cần quan tâm tới hai đại lượng, đó là tần số nè và khối lượng. Tại vì người ta nói là khối lượng tăng mà tụi em, khối lượng tăng thì F thay đổi như thế nào á, đúng không? Thì các bạn nhìn cái công thức này đi, cái khối lượng nó nằm ở dưới mẫu số, tức là cái tần số á nó sẽ tỷ lệ nghịch với lại khối lượng, tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của khối lượng, tại vì nó có dấu căn nữa tụi em, tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của khối lượng, được chưa? Tại vì các bạn biết là nó nằm dưới mẫu, tức là nếu mà M tăng thì F phải giảm á, đúng không? Thì suy ra nha, vậy bây giờ nè, người ta nó tăng khối lượng lên 4 lần, tức là bây giờ nếu mà M nè tăng 4 lần thì chắc chắn nè, nghe thầy nói nè, chắc chắn cái tần số nó phải giảm, nhưng nó phải giảm với căn 4 lần, tại vì cái chỗ này nó có dấu căn. Thì em thấy không, M nó có dấu căn mà, không thì M tăng 4 thì F sẽ giảm căn 4 lần. Đấy, tụi em làm như vậy cho nó nhanh, tức là F sẽ giảm 2 lần nha tụi em, vậy đáp án sẽ là câu C, đúng không? Ví dụ lúc đầu là F đi, thì lúc sau F phẩy lúc sau nó sẽ là bằng F lúc đầu chia 2 nè, được chưa? À, tần số sẽ giảm 2 lần. Tiếp câu 20 nha tụi em. Câu 20, một vật di động điều hòa với chu kỳ T là 1 giây nè, sau khoảng thời gian là 2 giây, các bạn phản xạ luôn đi, 2 giây á nó bằng 2 lần chu kỳ, đúng chưa? Rồi, à, người ta nói là sau 2 giây thì quãng đường đi được là 32 cm. Các bạn biết nè, à, một chu kỳ là 4A, vậy thì hai chu kỳ á, thì quãng đường đi được sẽ là 8A, 2 x 4A đó, đúng không ạ? Và quãng đường này thì bằng 32 cm. Thì các bạn sẽ tìm ra được A là mấy ta, à, 32 chia 8 hả tụi em, à, là 4 cm. Rồi, vậy thì các bạn loại câu, à, loại câu này đi, loại câu này đi, được chưa? Lấy thì giờ này xuống đây đi, ok. Rồi bây giờ tiếp nè, người ta nói tiếp là cái gì? Bây giờ, à, bây giờ các bạn phải tìm pha ban đầu nha. Đây đây đây, góc thời gian là lúc t bằng 0 nè, tức là lúc t bằng 0 nè, vật đi qua cân bằng, vật đi qua cân bằng tức là x bằng 0 đang đi theo chiều dương, thì các bạn theo đường tròn pha. Thật ra cái này bạn nào cứng là nhẩm được rồi, bạn nào yếu quá thì có thể vẽ từ từ ra để nhớ lại. Đây nè, theo đường tròn pha thầy cũng dạy hết rồi. Theo đường tròn pha thì bây giờ ở cân bằng là chỗ này, đúng chưa? Vật ở đây nè, mà đi theo chiều dương cho nên các bạn phải chọn pha âm nha. Đây các bạn phải chọn pha dưới đây nè, thì pha dưới đây là trừ pi chia 2. Đấy, cho nên đáp án nó sẽ là câu B. Đây, được chưa? Rồi, đây là câu 20. Tiếp câu 21 nha tụi em. Câu 21 nào. À, con lắc lò xo có khối lượng M nè, độ cứng là K nè, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết khi vật có lì độ là 2 cm. À, cái này là x nè. Thì vận tốc, à cái này là V này. Rồi, người ta hỏi các bạn là năng lượng, năng lượng chính là cơ năng đấy. Thì các bạn biết công thức nè, cơ năng thì nó là 1/2 M, à, nhân K đi. Tại vì ở đây người ta cho K mà, thầy dùng công thức có K đi, tức là 1/2 K nhân A bình. Vậy thì mình phải, thầy trò mình phải đi tìm A nhé tụi em, tại vì chưa có A mà. Vậy thì cái A tìm sao? À, có X rồi, có V rồi tụi em, có M, có K thì các bạn sẽ tìm được omega. Thì các bạn dùng công thức độc lập. Các bạn biết công thức độc lập của x với v nè, x bình cộng v bình chia cho omega bình bằng a bình, đúng chưa? Thì từ công thức này các bạn tính được a, nhưng mà phải giờ phải tính omega đã nha. Ừ, rồi hãy tính omega đây đi, omega nè thì bằng căn k chia m. Rồi bấm máy luôn nha, bấm cho các bạn coi luôn nha, nhớ đổi cái m sang ký nha, là tụi em căn nè, m là 0.4 á nha, k là 160 nè, chia cho m là chia 0.4 nè. Đấy, omega là 20, thấy không? Omega là 20, vậy thì thầy sẽ tìm được cái biên độ A này nha. Vậy thì omega A nó sẽ là bằng căn của x bình, bấm luôn nha. Căn của x bình, x là 2 này, 2 bình này. Rồi, cộng cho V bình là 40 bình nè. Đấy, các bạn phải nhớ x với V này cùng đơn vị nha tụi em, thì không cần phải đổi. Rồi, chia cho omega bình là chia cho 20 bình này. Rồi, bằng, nó sẽ ra là 2 căn 2, thì cho tụi em, tức là biên độ A của tụi em á, nó sẽ ra là 2 căn 2 cm. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ nè, khi mà tính năng lượng á, bắt buộc cái đơn vị này các bạn phải đổi về cái đơn vị hẻ đi, tức là đơn vị chuẩn hết. Thì bây giờ phải đổi sang mét nè, thì bây giờ chia 100 thôi, 2 căn 2 chia 100 mét. Rồi thay qua đây, vậy thầy sẽ có cái gì đây? 1/2 nhân K là nhân 160 nè, nhân cho A bình là nhân cho 2 căn 2 chia cho 100 nè, tất cả bình nè. Rồi bấm máy cái này ra là kết thúc chương trình.
Đây các bạn nhìn nè, 1/2 nha. Rồi các bạn nhân cho 160 này, thấy chưa? Bây giờ nhân tiếp cho 2 căn 2 này, các bạn chia cho 100 này. Đấy, thế thôi. Là bình phương lên. Nó sẽ là 0.064, ok chưa? Vậy đáp án sẽ là câu C. 0.064 chun. Tiếp câu 22. Vật di động điều hòa với chu kỳ T nè, thời gian ngắn nhất để vật đi từ cân bằng tức là x bằng 0 đến ly độ x bằng 0.5A. À, đây là A chia 2 đó tụi em. 0.5A là vị trí A chia 2 á. Thì chương 1 các bạn học hết rồi. Tại vì các bạn biết theo trục thời gian thì từ cân bằng, à xin lỗi, đây chỗ này là cân bằng này, chỗ này là biên dương nè, đúng không ạ? Chỗ này là vị trí A chia 2 nè. Thì các bạn biết nếu mà vật đi từ cân bằng nè đi đến vị trí A chia 2 nè, thì cái thời gian này là T chia 12, đúng không tụi em? Vậy thì T là 1.2 giây. Vậy thì bây giờ 1.2 mà chia cho 12 thì nó sẽ ra là 0.1 giây. Đáp án sẽ là câu A. Thấy dễ chưa? Câu 23. Một cái sóng truyền trên dây đàn hồi rất dài với tần số nè, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. À các bạn phản xạ luôn nha. Nè, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất nè mà cùng pha thì cái này chính là lambda nè, chính là bước sóng nè. Thấy chưa? Rồi vậy bây giờ các bạn tìm cái vận tốc thôi, dễ mà. À, bây giờ á các bạn có công thức vận tốc thì V nó sẽ bằng là lambda nhân F, đúng chưa? Tại vì lambda thì bằng V chia F mà tụi em, thì các bạn chuyển với V sẽ bằng lambda nhân F, nhưng mà các bạn đổi cái đơn vị này nha. 80 cm đổi sang mét là 0.8 nè. Đấy các bạn nhân cho 500. Đấy, bấm máy tính thôi. À, nó sẽ ra là 400 đó, 400 đơn vị là mét nha tụi em, tại vì thay đổi sang mét rồi mà. Đáp án là câu D. Câu 24. Một người quan sát một cái chiếc phao nhô trên mặt biển, thấy nó nhô lên 10 lần trong 18 giây, các bạn đọc kỹ nè. Đây là thời gian, thì cái thời gian này để tính tìm chu kỳ chứ không phải tìm bước sóng đâu nghe tụi em. Và vật nhô cao 10 lần thì chỉ có 9 chu kỳ thôi. Nghe chưa tụi em? Tại vì y như là cái bài toán mà cái ngọn sóng nó đi qua một cái điểm trong một bao nhiêu thời gian á tụi em, đúng không? Thì thời gian liên tiếp giữa hai lần đi qua là một chu kỳ, thì cái này cũng vậy. Đúng không tụi em? Bây giờ nó nhô lên 10 lần, được chưa? Nó nhô lên 10 lần liên tiếp thì chỉ có 9 khoảng thời gian thôi, tức là thầy sẽ có 9 chu kỳ bằng 18 giây. Đấy. Vậy thì sẽ có được là chu kỳ là bằng 2 giây. Ok chưa? Rồi bây giờ khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau tức là lambda nè. Hai đỉnh sóng liên tiếp là lambda nè tụi em. Tính tốc độ. Ok, tốc độ V. À ở đây người ta cho T nha. Thì các bạn phải dùng công thức V sẽ bằng lambda chia T nha tụi em. Tại vì lambda bằng V nhân T mà, đúng không? Chuyển V thôi. Vậy thì bây giờ 2 chia 2 nó sẽ ra là 1. Đừng có đáp án là câu B. Đấy, câu 25. Câu 25. Rồi, người ta cho các bạn là trên bề mặt một chất lỏng nè. À, tại ô có một cái nguồn sóng cơ dao động với tần số. Rồi, cho tần số nè. Vận tốc truyền sóng. À, nó cho cái vận tốc kẹp trong khoảng này. Thì cái dạng này thầy cũng dạy nát tập rồi. Nó cho các bạn là cái V á, nó kẹp trong cái khoảng này. Các bạn nhớ cái đơn vị của nó nha. Cái đơn vị của nó là mét nè. Ghi vô để quên á. Xíu nữa phải đổi hết sang mét nha. Rồi, biết tại điểm O, tại điểm M cách O 10 cm, sóng tại đó luôn dao động ngược pha với O. À, tức là bài này phải khai thác cái mối quan hệ về độ lệch pha. Tức là như thế này nè, để thầy giải thích sơ cho tụi em. Các bạn nghe thầy nói nè. Tức là như thế này nè. Cái ô á tụi em nó là cái nguồn, đúng không? Cái ô này nó là cái nguồn tỏa sóng nè. Thì sóng nó sẽ lan truyền tới một cái điểm M nằm đây. Đấy. Thì người ta đã cho biết các bạn là M này nè, cách ô là 10 cm. Cách ô một khoảng D nè là bằng 10 cm. Ok chưa? Đấy. Và các bạn biết là M ngược pha với O, M ngược pha với O, M ngược pha với O. Thì các bạn biết mà, hai điểm mà ngược pha thì á, cái khoảng cách á, nó sẽ là bằng một cái số bán nguyên lần bước sóng. Đây là lý thuyết nha. Nó sẽ là một cái số bán nguyên lần của bước sóng. Cái này thầy đã dạy rồi trong cái bài phương trình sóng độ lệch pha đó. Các bạn quên thì xem lại nha tụi em. Nghe chưa? Ngược pha thì sẽ cách nhau một cái số bán nguyên lần bước sóng. Vậy thì nghe nè, cái lambda này nó chưa xuất hiện cái V với cái F, đúng không? Thì các bạn sẽ thay cái lambda bằng V nhân F. Công thức mà, công thức lambda thì bằng V nhân F, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thay cái lambda bằng V nhân F vô đây. Đấy, thì các bạn sẽ suy ra được cái gì? Các bạn suy ra được nè. Suy ra D nè, sẽ bằng gì tụi em? Sẽ bằng K nè.
cộng cho 0,5 nè. Đấy, bây giờ nhân cho lambda là nhân cho V chia F. Đấy, từ cái biểu thức này các bạn sẽ rút được cái V. Các bạn sẽ rút được cái V. Đúng không ạ? Tại vì mình đang cần tìm cái V mình kẹp vô đây mà. Thì các bạn rút cái V ra. Vì V nó sẽ là bằng D nhân F. Đấy, chia cho K cộng 0,5. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, giờ các bạn có được cái này là coi như là bài toán kết thúc rồi đó. Thấy chưa? Bây giờ các bạn lấy cái này nè. Bạn thay qua cái phương trình này là xong rồi. Thay vô. Tức là thầy sẽ có được là 1,6 nè. Sẽ bé hơn V, tức là bé hơn cái này nè. Bé hơn D nhân F nè. Chia cho K nè. Cộng 0,5. Rồi, bây giờ các bạn thay số cho các bạn bấm thôi. Giải ra tìm K nhé. D có rồi nè tụi em. À, D đổi sang mét nha. 10cm là 0,1 mét nha tụi em. Rồi, thay vô. Bé hơn D là 0,1. Nhân F là nhân 30 nè. Hãy các bạn chia cho K cộng 0,5 bé 2,9. Rồi thầy ship xong đi bữa cái cách giải cái này bữa thầy chỉ rồi nha các bạn. Các bạn lấy máy tính á, các bạn son cho nó nhanh nha. Xem như cái này là dấu bằng 1,6 nè, bằng nè 0,1 nè, nhân cho 30 nè, chia cho K, K là ít á, mình đang cần tìm K đấy, cộng 0,5 này. Rồi ship son 1,3 các bạn nhớ nha, tức là một cái đầu múc là 1,3 nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ sửa 1,6 thành 2,9, tức là nó có hai cái đầu múc á. Sửa cái 1,6 này thành 2,9 này. Rồi, ship son lại. 0,5. Được chưa? Tức là cái K của các bạn á nó sẽ bé hơn 1,3 nhưng nó phải lớn hơn 0,5. Thì K chỉ có thể là bằng 1 thôi tụi em. Đúng không? Thì sau khi mà các bạn có cái K này rồi. Đấy, có cái K này rồi nè, các bạn lấy cái K này các bạn thay vô cái V này nè là xong rồi. Nói chị suy ra thầy sẽ có được là V là bằng D là 0,1 nè. Nhân F là nhân 30 nè. Đúng chưa? Chia cho K là chia cho K bằng 1 nè. Cộng 0,5 nè. K nó phải là số nguyên đúng không tụi em? Nhớ nha, K là số nguyên nha. Giờ các bạn bấm ra là xong. 0,1 này các bạn nhân cho gì? 0,1 này các bạn nhân cho 30 nè. Các bạn chia cho 1,5 này. Ok không? 1 cộng 1 cộng 1 cộng 0,5 là 1,5. Nó sẽ ra là 2. Đấy, đáp án sẽ là câu A. Được chưa tụi em, cái dạng này thì thầy cũng vậy rồi. Rồi, câu 26 nha. Vào một thời điểm hình vẽ bên là cái hình ảnh của sóng. À, bài này dễ quá. Tìm biên độ và bước sóng thì các bạn nhìn nè, biên độ là đỉnh sóng nè, thấy không? Thì đỉnh nó chỗ này nè là 5 đó. Thấy chưa? Tức là biên độ A là bằng 5, chỗ này 4 mà. Chỗ này 4 thì chỗ này 6, chỗ này 5. Rồi. Bước sóng thì bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp, các bạn nhìn nè. Thấy không? Vậy thì cái chỗ này là 50 nè, tức là A bằng 5, lambda bằng 50. Đáp án sẽ là câu A. Được chưa tụi em? Rồi, tiếp câu 27 nè. Một cái sóng cơ có tần số là 80 Hz lan truyền trong một cái môi trường có vận tốc là V. Ok. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên cùng một phương truyền cách nguồn. À, thầy hiểu rồi. Tức là các bạn vẽ cái nguồn đó đi. Vẽ ra. Các bạn vẽ cái phương truyền sóng ra, đây là phương truyền sóng nè. Đúng không? Rồi, ở đây có một cái nguồn sóng O. Rồi bây giờ nó sẽ có hai điểm đúng không? Cách nguồn lần lượt là 31 và 33,5. Các bạn vẽ hai điểm ra, vẽ đại đi. Chấm ra, ví dụ điểm này điểm M này. Ví dụ điểm này điểm N này. Đấy. Thì điểm M này nè, nó sẽ cách nguồn là 31cm, đúng không? Đoạn này là 30 31. Rồi, còn điểm N này cách nguồn là 33,5. Đấy. Thì các bạn biết là công thức nè, công thức tính độ là pha giữa hai điểm bất kỳ, MN bất kỳ, nó sẽ là bằng 2BD chia cho lambda. Nhớ nè, với D này nè, nó phải là cái khoảng cách của hai điểm này. Các bạn thấy dễ không? Thì có phải cái D này sẽ bằng 33,5 trừ 31 không tụi em? Nhưng nó sẽ ra là 2,5cm. Rồi các bạn thay cái D cho đây là xong. À, chưa có lambda. Chưa có lambda, bây giờ tính lambda đã nha mấy đứa. Lambda thì bằng V chia F. V là 4m. À, đổi sang cm đi. Tại vì cái đơn vị của D đang là cm mà. D với lambda phải cùng đơn vị nha tụi em. Nè, muốn chia nhau phải cùng đơn vị nghe chưa. Vậy thì lambda là 4m trên giây. Nó sẽ là 400cm trên giây. Chia cho F là chia cho 80. 400 mà chia 80 nó sẽ ra là 5cm. Rồi, xong. Thay vô đây nha. Thay vô đây, bấm luôn đi. Bấm luôn. Vậy nó sẽ là 2 nhân gì tụi em? 2 nhân D là nhân cho D đâu rồi? Đây là 2,5 này. Chia cho lambda là chia cho 5 này. Nó sẽ là 1 bi. Nha.
một bi. Đáp án sẽ là câu cụ C. Rồi, đây là câu số 27. Tiếp, câu 28. Câu 28 nè tụi em. Trong thí nghiệm cho thoi sóng trên mặt nước nè, đây là tần số nè, tốc độ chuyển sóng V nè, tức là có lambda nha. Rồi, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn á, hai cực đại giao thoa liên tiếp mà trên đoạn thẳng nối hai nguồn thì cách nhau lambda chia 2. Đúng không tụi em? Đấy, các bạn tính lambda ra là xong nha. Lambda là bằng V chia F nè, 40 chia cho 4, 20 chia cho 40 là 0.5 cm. Bây giờ đem chia 2 nữa, đúng không? Vậy thì lambda chia 2 là 0.25. Vậy thì đáp án sẽ là câu của B. Dễ. Tiếp nha, câu 29. Câu 29 nha tụi em. Tại hai điểm A và B, hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8 cm trên mặt nước luôn dao động cùng pha. À rồi, hai nguồn này là hai nguồn cùng pha. Tần số là 80 nè, tốc độ truyền sóng cái này là V nè. Ok, tính được lambda, tính nhanh luôn đi. Lambda thì bằng V chia F. Đấy, vậy thì 40 chia 80 là sẽ ra là 0.5 cm. Rồi, giữa A và B có số điểm dao động của biên độ cực đại là, ok, các bạn biết nè, đây là tìm số cực đại giữa A và B. Thì các bạn biết A nó là nguồn mà, đúng không ạ? B cũng là nguồn mà. Thì bài này có hai cách làm. Một là các bạn tìm bậc, hai là các bạn kẹp khoảng. Muốn làm sao cũng được đó, nhưng mà thầy tìm bậc đi cho nó nhanh. Đây nè, các bạn sẽ có bậc của điểm A nè, thì bằng bằng AB chia lambda, đúng chưa? Đấy, các bạn thay vô, AB là bằng 8 nè, các bạn chia cho lambda là chia 0.5 nè, vậy nó sẽ ra là 16. Rồi, bậc của điểm B á tụi em thì nó sẽ bằng trừ 16 thôi, tại vì hai cái thằng này nó đối xứng mà. Hai cái điểm nào mà đối xứng qua cái đường trung trực này thì nó sẽ có bậc đối bằng nhau, nhưng mà nó đối dấu nhau. Thằng này là 16, thằng kia là trừ 16. Còn thật ra muốn tính nó cũng được tụi em. Công thức của nó là bằng trừ AB chia lambda. Đấy, thì nó sẽ là bằng trừ 16 nha. Ok chưa? Rồi các bạn ghi qua đây. Bậc của điểm A là 16 nè, bậc của điểm B là trừ 16. Vậy thì bây giờ nghe thầy nói nè. Những cái điểm nào mà là cực đại á tụi em, nằm giữa AB á, thì nó sẽ có cái K của nó chạy trong cái khoảng này. Tức là cái K của nó phải lớn hơn trừ 16 và phải bé hơn 16. Ở đây thầy không lấy dấu bằng, tại sao? Tại vì đây là hai nguồn, thì AB là hai nguồn, cho nên nó không là cực đại, nó cũng không là cực tiểu, cho nên các bạn đừng có xét hai nguồn, cho nên chỗ này thầy không lấy dấu bằng. Ok không? Tức là cái K của thầy á, nó chỉ nhận những giá trị như sau, tức là nhận những giá trị như là trừ 15 nè, trừ 14 nè, chấm bên đây sẽ là 14 15. Đấy, ok chưa các bạn? Thì các bạn đếm nha. Điếm cái này thì thầy có mẹo điếm rồi. Các bạn lấy cái đuôi trừ cho cái đầu cộng 1 nha. 15 trừ cho trừ 15 là thành 30, cộng 1 là 31, sẽ có 31 điểm. Đấy, mấy cái này thầy dạy hết rồi. Mấy cái này bên lớp Zoom thầy dạy hết rồi. Nó bán sẽ là câu B nghe chưa. Còn bạn nào mà muốn kẹp khoảng á, thì các bạn kẹp cái K vô cái khoảng này nè, trừ AB chia lambda, đúng không? Bé hơn AB chia lambda là công thức phổ thông hay dùng nè. Đấy, muốn làm sao làm nha. Câu 30. Một cái sợi dây thép dài, tức là đây là chiều dài nè tụi em, hai đầu cố định nè, kích thích cho dao động với tần số, ok, trên dây có sóng dừng với tổng cộng là 6 nút. Các bạn biết là 6 nút thì chỉ có 5 bụng thôi, 5 bó thôi, đúng không? 6 nút á, thì chỉ có 5 bó sóng thôi, mà 5 bó tức là có n bằng 5. Đấy, đây là hai đầu cố định. Hai đầu cố định thì công thức nè, tần số nó sẽ là bằng n nhân cho V chia cho 2L. Đây là công thức, thầy không giải thích nhiều nữa tại vì thầy dạy hết rồi. Đây là công thức điều kiện tần số khi mà có sóng dừng của hai đầu cố định. Thay vô, F là 100 nè, các bạn thay vô nha. F là 100 này, bằng N, N là 5 này, nhân V là nhân cho, V là mình đang cần tìm mà, chia cho 2L. Thì L các bạn nhớ đổi đơn vị nha, L đổi sang mét nha, là 0.6 nè. Đó, bây giờ các bạn bấm cái V ra là xong. Đây, thầy xếp son luôn đi nha. Đấy, các bạn sẽ có là 100 này bằng cái gì đây? 100 bằng 5 nhân cho gì tụi em? Nhân cho V là x này, chia cho 2 nhân 0.6 này. Rồi, xếp son. Đấy, đó là 24, thấy không tụi em? 24, đáp án sẽ là con A. Rồi, xong nha. Tiếp, bây giờ tới phần tự luận nè. Tự luận nha tụi em. Rồi, trên mặt hồ yên lặng nè,
người ta làm cho một cái con thuyền nó dao động để nó tạo ra sóng. Ok, rồi bây giờ như thế này đi, thuyền thực hiện 20 dao động mất 40 giây nè, mỗi dao động tạo ra một cái ngọn sóng cao 12 cm. Rồi cái bờ nó cách thuyền 10 mét sau 5 giây, tức là cái sóng đó tụi em, so với mặt hồ đứng yên á, xin lỗi, cái ngọn sóng á, cái ngọn sóng nó sẽ tới cái bờ cách thuyền 10 mét trong 5 giây, tức là như thế này nè. Các bạn hình dung như thế này nha, ở đây thì có một con thuyền này, ở đây thì có một cái con thuyền nè, được chưa? Thì người ta sẽ làm cái con thuyền này nó nhịp lên nhịp xuống, tức là nó tạo ra sóng, đúng không? Nó tạo ra sóng, được chưa? Thì sóng nó sẽ lan truyền tới một cái bờ ở đây. Đấy, ở đây có một cái bờ đó, các bạn hình dung được chưa? Đây là một cái bờ nha, đây là cái, đây là cái mặt mặt hồ đứng yên nè. Rồi thì các bạn nghe này nha, người ta đã cho các bạn biết là cái ngọn sóng này nè, nó tới bờ cách thuyền này là cái quãng đường á là một 10 mét nè, thấy không? Quãng đường là 10 mét nè. Và cái thời gian mà cái ngọn sóng này tới tới thuyền tới bờ là mất 5 giây. Rồi bây giờ mình làm thôi. Đầu tiên nè, cái thuyền thực hiện 20 dao động trong 40 giây, các bạn biết 20 dao động chính là 20 chu kỳ á, mất 40 giây. Vậy thì suy ra chu kỳ T là bằng 40 chia 20 là chu kỳ T là bằng 2 giây. À đây là câu A luôn mà, câu A người ta kia tìm chu kỳ nè, vậy thì đây là câu A luôn nha tụi em. Rồi câu B nè, tìm tốc độ, thì các bạn biết tốc độ truyền sóng thì bằng quãng đường sóng truyền được chia cho thời gian. Đây thì quãng đường là 10 chia thời gian là chia 5 nè. Đấy, nó sẽ ra là 2 nha tụi em, 2 mét trên giây nha. Rồi câu C, tìm bước sóng thì lambda sẽ là bằng V nhân T. Còn là công thức, V là 2 nhân T là nhân 2 nè, sẽ ra là 4. Rồi câu D, biên độ sóng thì biên độ sóng á, là độ lệch lớn nhất từ ngọn sóng cho tới cái vị trí cân bằng, được chưa tụi em? Thì đây nè, nè, ngọn sóng cao 12 mét nè, so với mặt hồ yên lặng nè, mặt hồ yên lặng chính là cái vị trí cân bằng nè, tức là cái ngọn sóng này nó cao 12 mét nè, thấy không? Thì cái này chính là biên độ luôn tụi em. Đấy, vậy thì câu D, câu D biên độ A chính là bằng 12 cm. Ok chưa? Rồi, đây là câu số 1, câu này dễ. Tiếp câu số 2 nha tụi em. Câu số 2, người ta câu lắc lò xo nè. Câu lắc lò xo, ok, bây giờ thầy vẽ sơ cái hình ra cho các bạn tư duy đã nha. Vẽ sơ cái hình ra nè, vẽ màu đen đi. Này các bạn quan sát này nha. Thì cái câu lắc lò xo nằm nghe lại câu lắc lò xo như thế này. Đây, thầy đang vẽ cái lò xo như thế này là cái chiều dài tự nhiên nha, tức là đây là vị trí mà lò xo nó không giãn không nén. Rồi, bây giờ bắt đầu nè. Bây giờ bắt đầu người ta sẽ kéo cái vật ra. Này người ta kéo cái vật ra đây. Đúng chưa tụi em? Các bạn nhớ cái chỗ này là cái vị trí cân bằng của nó nha. Chỗ này nè, chỗ mà hiện nó đứng đây nè. Đấy, tức là người ta sẽ làm cho cái lò xo nó giãn ra một cái đoạn là 10 cm, đúng không tụi em? Đoạn này là 10 cm nè. Đấy. Rồi người ta mới truyền cho nó một cái vận tốc, các bạn nghe cho kỹ nè. Cái dạng mà kéo vật ra tụi em, nếu mà thả, tức là kéo vật ra ngay chỗ này nè, nếu mà thả nhẹ nó sẽ có hai loại bài nha, tức là nếu mà người ta nói thả nhẹ, thả nhẹ tụi em thì cái vị trí thả này chính là biên độ luôn, các bạn hiểu không? Tức là ví dụ kéo ra 10 cm rồi thả nhẹ đi thì các bạn sẽ có luôn biên độ A là 10 cm, tại vì khi mà thả là vận tốc chỗ này bằng không mà tụi em, đúng không? Còn cái dạng hai á là dạng kéo ra chỗ này sau đó truyền cho vật một cái vận tốc, theo đọc nè, là người ta truyền cho một cái vận tốc hướng về cân bằng, tức là truyền cho nó một cái vận tốc V hướng vào trong đây. Thì do là tại cái vị trí này vật nó có vận tốc, cho nên cái lúc này nè, cái 10 này cm này nó không phải là A mà là X, nó chỉ là một cái ly đầu X nào đó thôi, hiểu chưa? Đấy, tức là nếu mà người ta cho cái dạng bài là truyền vận tốc thì các bạn nhớ nha, các bạn nhớ là cái vị trí này chính là vị trí X, tức là X bằng 10 cm chứ không phải A. Đấy, thì cái bài này của mình là nó rơi vào cái trường hợp này nè, các bạn nhớ nha. Rồi vậy thì bài này các bạn làm bình thường thôi, bài này dễ mà. Tức là cái 10 cm này là X nè tụi em, tức là vật đang có ly độ 10 cm và có vận tốc, cái này là V của nó nè. Rồi ok, bây giờ câu A các bạn tìm biên độ thì các bạn dùng công thức độc lập thôi, bài này dễ. Rồi công thức độc lập nha, X bình cộng V bình chia cho omega bình bằng A bình. Đấy các bạn bấm luôn, tại vì số nó có hết rồi mà. À nhớ đơn vị nè, cái thằng này là mét, có nguy hiểm nè. Đổi cái này về cm nha tụi em, là V nó sẽ là bằng 100 cm. Ok, bây giờ các bạn yên tâm, các bạn bấm đi. Đây thì bấm nha. Căn X bình là 10 bình này. Rồi cộng cho V bình chia omega bình, V bình là 100 bình.
chia omega bình là chia cho 4 bình nè, omega là 4 nè, tần số gốc bằng 2 căn 2 5 căn 29. cm, tại vì đơn vị đang là cm. Rồi câu B. Động năng của vật tại cân bằng thì tụi em biết là tại cái vị trí cân bằng, đúng không? Tại cái vị trí cân bằng O á tụi em, thì cái động năng tại đây là cực đại mà. Tại vì khi mà qua cân bằng là vật nó đi nhanh nhất, mà đi nhanh nhất thì V lớn nhất thì động năng mắc. Có đúng không? Tại cân bằng thì các bạn biết là động năng cực đại. Mà động năng cực đại thì nó chính bằng cơ năng. Đúng chưa? Mà công thức tính cơ năng là bằng 1/2 M nhân omega bình nhân A bình. Rồi thay vô. Nhớ đổi đơn vị nha. Cái A này phải là mét nha tụi em. Bây giờ đổi cái này sang mét là các bạn phải chia 100 đấy. Bấm nè. Tức là bây giờ bấm phải kỹ nha để sai đó. Bấm nè. 1/2 nè. Nhân cho M là nhân cho 2 ký nè. Nhân cho omega bình là nhân cho 4 bình phương. Đây bây giờ nhân A nè. Bấm kỹ nè nha. Mở ngoặc ra. Nè nhập cái này vô. 5 căn 29. Bây giờ thầy phải chia cho 100 để đổi sang mét. Đấy. Cái này mới là mét nè. Bây giờ bình phương lên. Đây, nó là cái số này mới đúng nè, 1.16 joule. Xong, câu C. Tính tỷ số giữa động năng và thế năng. Tỷ số các bạn biết nè. Bây giờ tỷ số giữa động năng chia thế năng, đúng không? Các bạn biết động năng á thì nó sẽ bằng là cơ năng trừ cho thế năng. Đúng tụi em, tại vì cơ năng là bằng động năng cộng thế năng mà, vậy thì động sẽ bằng cơ trừ đi thế. Rồi bây giờ các bạn chia cho thế năng. Đấy, bây giờ các bạn thay số vào thôi. Cơ năng là có rồi nè, 1.16 nè. Rồi các bạn trừ cho thế năng. Thế năng thì là bằng 1/2 M nhân cho omega bình nhân cho x bình. Đúng chưa? Tương tự chia cho. Thật ra cái thế năng á nó bằng 1/2 K nhân x bình. Đúng chưa? Nhưng mà các bạn biết là cái K này thật ra nó bằng M nhân omega bình á, tụi em biết không? Biết tại sao K bằng M nhân omega bình không? Tại vì đây là con lắc lò xo. Con lắc lò xo thì cái omega của nó, cái tần số gốc của nó là bằng căn K chia M, thì bình phương lên, chuyển vế thì K sẽ là bằng M nhân omega bình. Cho nên á, thầy sẽ thay cái K này bằng M nhân omega bình, nó sẽ ra được cái này nè. Đấy. Các bạn đừng có thắc mắc nha. Mấy bạn mà thắc mắc cái này là các bạn mất gốc rồi đấy. Chia nhân chữ x bình. Rồi, bây giờ thay số vô thôi. Thay cái này cũng phải thay từ từ nha. Nhớ x là cái gì? À, x là 15cm. Đây này, đổi đơn vị nè. 15cm đổi sang mét là 0.15. Nói chung khi mà làm việc với năng lượng á, tụi em muốn yên tâm á, tụi em cứ đổi hết về mét nha. Nó mới đúng nha tụi em. Đổi hết về đơn vị chuẩn. Rồi bây giờ thầy bấm nha. Rồi bây giờ ở trên là 1.16 trừ nè. Thầy cứ làm từ từ thôi tụi em. Làm chiêu chiêu thôi. Nhân cho M là nhân cho 2 ký nè. Omega bình là 4 bình này. Rồi bây giờ nhân cho x bình là nhân 0.15 nha. Làm chiêu chiêu thôi. 1/2 nhân M là nhân 2 này, nhân omega bình là nhân 4 bình này, nhân x bình là nhân gì, 0.15 bình này, bằng 20/9. Đúng không tụi em? Quá đẹp. Nó sẽ ra là 20/9. Xong. Đây là câu số 2. Tiếp nha tụi em. Cái câu số 3 này nó sẽ hơi khó, cho nên thầy sửa cuối nha. Bây giờ sửa tiếp câu số 4 nha. Trong thí nghiệm Young nè, về do thoa ánh sáng đơn sắc nè, khoảng cách giữa hai khe, cái này là A nhỏ nè. Rồi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màng, cái này là D nè. Mấy mốt tụi em làm bài tụi em ký hiệu vô cái hình cái đề luôn. Tại điểm M trên màn quan sát, cách phân trung tâm là 3mm, có phân sáng bậc 3. Các bạn hiểu không? Đây, đây cái này là phân trung tâm nè, đúng không? Đây là cái điểm M này nè. Thì điểm M này á, nó là cái phân sáng bậc 3, đúng không tụi em? Thì cái phân sáng bậc 3 nó sẽ cách cái phân trung tâm là 3 nhân Y. Tọa độ của nó là 3y. Và người ta đã cho luôn rồi là cái M này nè, nó cách màn quan sát là 3mm. Tức là cái 3y này nè, nó chính là bằng 3mm. Đấy, vậy suy ra các bạn sẽ có được là y bằng 1mm. Rồi, các bạn có công thức tìm bước sóng. Các bạn có công thức y thì bằng lambda nhân d chia a. Vậy thì lambda sẽ là bằng y nhân a chia d. Đúng không? Đây là công thức mà. Đấy, vậy thì từ cái này các bạn sẽ tính được lambda nha. Y, thì bấm luôn đi. Đơn vị của nó là đúng form đó rồi, thầy bấm luôn nha. Sau đó lambda nó sẽ ra đơn vị là micro nha tụi em. Tại vì đúng form đó rồi, y là mm nè, bấm luôn. Đây, y là mm là 1 nè. Nhân cho A là nhân 1 nè. Chia cho D là chia cho 2 này. Đấy, thì nó là
nó là 0,5, các bạn nhớ đây chính là 0,5 micromet nghe chưa? Nghe chưa? 0,5 micromet. Rồi. Xong. Tiếp câu số 5. Câu số 5 nhé tụi em. Trong thí nghiệm Mi-dong về giải thoát ánh sáng đơn sắc nè. Tại điểm M trên màn quan sát là quan sát bậc 5. Sau đó giảm khoảng cách giữa hai khe. À, các bạn nghe nè, khoảng cách giữa hai khe chính là A đó nghe tụi em, tức là cái bài này là cái bài, bài này là cái bài A biến thiên nghe chưa? A biến thiên chứ không phải D đâu. Thì tụi em biết hai cái khe mà. Hai khe S1 S2 đó, đây là khe S1, đây là khe S2 nè. Đúng không? Trong cái thí nghiệm thì hai khe S1 S2 là nó cách nhau một khoảng A nè. Đấy, thầy nhắc lại cho nhớ thôi. Được chưa? Rồi, thầy bỏ cái này đi. À, rồi bây giờ nghe nè. Bây giờ cứ vẽ hình sơ ra đã. Lúc đầu á tại M là vân sáng bậc 5. Lúc sau á người ta sẽ giảm khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm thì lúc này M nó trở thành vân tối thứ 5 so với vân sáng trung tâm. Người ta hỏi bắt ban đầu khoảng cách giữa hai khe là bao nhiêu. Thì các bạn cứ phân tích từ từ thôi. Nè nghe thầy nói nè. Ví dụ đây là cái vân trung tâm, thầy lấy màu màu xanh đi. Đây là vân trung tâm. Đúng không em? Đúng không các bạn? Rồi thì lúc đầu á đây là một cái điểm M nè. Được chưa? Đây là điểm M nè. Thì lúc đầu á tại M là vân sáng bậc 5 thì tại M lúc đầu là vân sáng bậc 5. Thì các bạn biết nè. Cái vân sáng bậc 5 nó nằm chỗ này thì cái vân tối thứ 5 á nó sẽ nằm thấp hơn một miếng, tức là nằm dưới đây nè. Đúng không? Tại vì cái vân tối nó nằm thấp hơn vân sáng 0,5 y mà tụi em. Đấy. Rồi thì đây là lúc đầu. Lúc sau nè. Lúc sau á thì cái vân trung tâm nó vẫn sẽ nằm chỗ này. Điểm M nó cũng nằm chỗ này thôi, nó đâu có chạy đi đâu đâu em. Điểm M là một cái điểm nằm trên màn mà. Đúng không? Nhưng lúc sau á thì điểm M này nó trở thành vân tối thứ 5, tức là cái vân tối nó thứ 5 mà nó chạy lên trên đây. Đấy, tức là được không? Còn cái vân sáng thứ 5 nó sẽ chạy lên phía trên này. Đấy các bạn hiểu chưa? Đấy bạn nào mà tư duy tốt là nhìn là biết luôn rồi đó. Tại vì thầy giải thích thầy kỹ thôi chứ bài này làm cũng dễ lắm. Các bạn nghe thầy nói nè. Nè. Bây giờ á, cái tọa độ XM á tụi em, cái điểm M này nè, nó sẽ cách cái vân trung tâm một cái khoảng cách luôn là không đổi. Đúng không? Lúc đầu hay lúc sau thì cái điểm M nó vẫn nằm chỗ này thôi. Nhưng mà các bạn hiểu nè, lúc đầu á là M là vân sáng bậc 5, cho nên á nó sẽ cách cái vân trung tâm này nè là 5y. Đúng không? Thì chỗ này sẽ là 5y nè. Lúc đầu là XM là 5y. Lúc sau á XM là vân tối thứ 5. Được không tụi em? Thì nó sẽ cách cái vân trung tâm là 4,5y. Tại vì vân tối thì cách vân tối thứ 5 thì cách vân trung tâm là 4,5y. Đúng không? Nhưng mà nhớ cái này là y phẩy, y lúc sau. Tại vì lúc sau các bạn thay đổi cái A thì y nó sẽ thay đổi. Nè công thức nè. Y thì bằng lambda nhân D chia A. Tức là các bạn thấy y với A tỷ lệ nghịch nè, thấy không? Đúng không em? Y với A là tỷ lệ nghịch nè. Đó tức là bây giờ em giảm khoảng cách giữa hai khe, tức là A giảm đúng không tụi em? A giảm thì y phải sao? A giảm thì y phải tăng. Y tăng, y là khoảng vân. Y mà tăng á tụi em thì cái hệ vân nó sẽ giãn ra. Đúng không? Cái hệ vân nó sẽ giãn ra. Cái hệ vân nó giãn ra dẫn đến những cái vân sáng nó sẽ chạy lên trên, tụi em hiểu không? Ví dụ lúc đầu nó cái khoảng vân nó nằm khít như thế này đi. Đúng không? Lúc sau thì bây giờ nó rộng ra, tức là cái y nó lớn lên mà. Y nó tăng thì những cái khoảng vân nó rộng thì những cái thì tụi em thấy nó bị đôn lên nè, thấy không tụi em? Thấy các bạn hiểu chưa? Tức là thầy hết cho tụi em hiểu cặn kẽ luôn tại sao nó như vậy luôn á. Rồi, vậy bây giờ thầy tiếp nha. Vậy thì lúc đầu nè. Lúc đầu thì XM là 5y. Lúc sau thì XM sẽ là 4,5y phẩy. Các bạn thấy không? 4,5y phẩy nè. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn lấy cái dấu bằng này các bạn giải thôi. Tương đương nè. 5y. Y thì bằng lambda nhân D chia A. Đây là y lúc đầu. Bằng 4,5. Y phẩy thì bằng lambda nhân D chia cho A phẩy nha. Tại vì người ta thay đổi cái A phẩy mà. Lúc đầu là A. Lúc sau thì A phẩy sẽ bằng lúc A lúc đầu trừ cho 0,2. Tại vì người ta giảm cái khoảng cách giữa hai khe mà tụi em. Đúng không? Nó đều đơn vị. Cái đơn vị của nó đều đúng cái form đó rồi. Cho nên thầy không cần phải đổi đâu. Để y nguyên làm luôn. Được chưa? Rồi. Vậy thì nhìn nè. Lambda với D, lambda với D chém đi. Nha tụi em. Lambda với D, lambda với D chém đi nè. Vậy thì thầy sẽ xia được cái gì? Thầy sẽ có được là 5 phần A nè. Bằng 4,5. Phần A phẩy là phần A. A phẩy các bạn thay là bằng A trừ 0,2 vô. Rồi tới đây các bạn giải ra cái này là xong. Bấm máy tính cái phần số này thường thường bấm nó hay bị hóng ra đó. Tụi em có thể nhân cái này qua đây cho nó dễ. Cho máy tính nó dễ chạy nha. Các bạn nhân cái A trừ 0,2 viết bên đây nè. Nó sẽ là 5 nhân cho A trừ 0,2.
rồi bằng sau đó cái a này nhân qua bên đây bằng 4,5a. Rồi bây giờ còn xếp son đi, 5 nhân cho a là x này trừ cho 0,2 này rồi bằng 4,5a là 4,5x. Đấy, xếp son bằng. Các bạn thấy chưa? Tức là nó sẽ ra được là a bằng 2, nhưng mà nhớ nè, tất cả cái đơn vị nãy giờ thầy đang dùng theo mm thì bấm cái này nó sẽ ra là mm. Được chưa tụi em? Đấy, đây là câu 5 nha. Câu 5 này thầy giải kỹ lắm á. Còn đi thi chắc chỉ cần các bạn trình bày cái khung này thôi là rong xong rồi nha, không cần phải vẽ hình, không cần phải gì đâu. Đây. Các bạn trình bày như thế này là xong rồi. Được chưa? Đấy, câu đây là câu số 5. Tiếp câu số 6 nha tụi em. Rồi, một nguồn dao động nè được gắn vào một cái đầu sợi dây dài 2 m, đây là chiều dài dây nè tụi em. Đầu kia sợi dây được giữ cố định. À, đây là hai đầu cố định nha, tại vì cái đầu mà gắn vào cái cần rung á tụi em thì nó cũng là một đầu cố định mà. Thì đây là, nhớ nè, đây là dạng hai đầu cố định nha tụi em. Đây là dạng hai đầu cố định. Rồi, tần số thay đổi từ 31 tới 68, tức là cái tần số nó chỉ thay đổi được trong khoảng này thôi. Sóng truyền trên dây với tốc độ, cái này là V. Rồi, câu A nè tụi em, câu A nè. À, người ta hỏi là tần số F bằng 60 Hz thì xác định số bụng sóng và số nút sóng. Các bạn nghe nè, đây là hai đầu cố định, cho nên công thức tính tần số của hai đầu cố định đó, nó sẽ là bằng N nhân cho V chia cho 2L. Đấy, đây là công thức. Rồi, bây giờ các bạn nghe nè, bây giờ có số hết rồi, các bạn thay cho, các bạn tìm ra N cho thầy nha. Tại vì muốn tìm được số bụng và số nút các bạn phải tìm N, thì các bạn thay vô. Đây, suy ra nè, suy ra nè. Tụi em sẽ có là gì? Tụi em sẽ có là N á, nó sẽ bằng cái gì? Tụi em sẽ bằng F nhân cho 2L. F nhân cho 2L nè, các bạn chia cho V đúng không? Thay số vô có hết rồi mà. Thầy bấm luôn nha. F là bằng 60 này, nhân cho 2 này, nhân cho L là nhân cho 2 này, chia cho V là chia cho 60 này. Đấy, nó sẽ ra là 4. Tức là N bằng 4. N bằng 4 tức là sẽ có 4 bó. Nghe tụi em, N bằng 4 tức là sẽ có 4 bó sóng. Mà 4 bó thì sẽ có 4 bụng. Được chưa? Tụi em có thể vẽ hình ra nha. 4 bụng thì phải có 5 nút. Đấy. Được chưa tụi em? Đây là đáp án. Rồi, tiếp câu B. Câu B. Câu B người ta nói là hỏi với cái tần số bằng bao nhiêu á trong cái khoảng trên. Các bạn phải nhớ là người ta trong khoảng này nha. Thì số bụng sóng trên dây là ít nhất. Các bạn phải tư duy nè. Các bạn nhìn cái N này đi. N này mà nhỏ nhất thì sao? Nè, số bụng nhỏ nhất thì số bụng nhỏ nhất thì tương ứng với lại là số là N phải nhỏ nhất. Đúng không tụi em? Số bụng ít nhất nè, thầy ghi ra đây luôn nè, số bụng ít nhất. Số bụng mà ít nhất nè. Đấy, số bụng mà ít nhất á, thì sao tụi em? Thì N này nó phải nhỏ nhất, N phải nhỏ nhất. Đấy, mà các bạn biết nè, N mà nhỏ nhất á, thì cái F này nó phải min. Đúng không tụi em? N nhỏ nhất thì cái tần số này nó phải nhỏ nhất. Đấy, mà các bạn nhớ là cái tần số nó phải nằm trong khoảng này nha. Đừng có bạn nào bảo là thầy ơi F min, F min suy ra N bằng 1 là sai, nghe chưa? F min, nhưng mà các bạn phải nhớ là cái F này nè, nó vẫn phải nằm trong cái khoảng nào? Từ 31 tới gì tụi em? Tới 68. Thì đây, các bạn có cái F rồi. Bây giờ các bạn lấy F này nè, các bạn thay vô cái khoảng này, các bạn tìm N ra, nghe chưa? Thay vô. Tức là thầy sẽ có 31 nè, bé hơn N nhân V chia cho 2L, đúng không ạ? Bé hơn 68. Rồi các bạn giải cái phương trình này ra, các bạn tìm N nha. Sau đó các bạn điếm N là số nguyên thôi. N đó là số nguyên mà, N đó là số bụng sóng, N đó là số bó sóng, đúng không tụi em? Thì nó phải là một cái bó nguyên. Đấy. Vậy thì các bạn thay vô. Bấm máy tính đi, dùng cái mẹo mà thầy chỉ đó, shift son nha. Nè, 31 nè bằng nè, N là x, mình đang cần tìm N nè, nhân cho V, V là 60, thấy không? Rồi, chia cho 2 nhân L, L là 2 nè. Rồi, shift son 22.06. Các bạn nhớ nha, một thằng một đầu múc là 2.06 nha. Rồi, bây giờ thay cái 31 này thành 68. Shift son một lần nữa, 4.5, đúng không? Vậy thì nó sẽ chạy từ 2.06 cho tới 4.5. Đấy, vậy thì cái N của các bạn nó chỉ nhận được hai giá trị thôi. Tại vì N nó phải là số nguyên mà, tức là nó chỉ nhận được 3 với 4 thôi. Vậy suy ra các bạn phải chọn N bằng 3 nha, đúng không? Tại vì các bạn phải chọn N bằng 3 thì F nó mới nhỏ nhất được chứ tụi em, đúng không? Chọn N bằng 3 thì suy ra các bạn sẽ có được là F này nè. Suy ra các bạn sẽ có được là F nè. Thay vô nè, thấy không?
thay vô, tức là nó sẽ là bằng 3 nhân cho V chia 2L. Bấm máy ra. 3 nhân cho V là nhân cho 60 này, chia cho 2L là chia 2 nhân 2, nó sẽ là 45 hẹt. Ok chưa em? Rồi, thì hoàn thành cho các bạn có súng dừng nha. Ok, bây giờ mình quay lại cái câu số 3 trên đây nha. Đây là câu, câu này là câu 10 điểm, nhưng mà nó cũng dễ thôi, không khó lắm đâu. Rồi, bây giờ các bạn nghe thầy nói nè. Bây giờ làm từ từ xuống nha. Bây giờ sửa câu A trước nè. Hai nguồn AB nè, cùng pha, cùng biên độ, tần số nè, cho tần số rồi. Tốc độ thì cho tốc độ, cho tần số các bạn cứ tính lambda ra đã, rồi nói chuyện sau. Lambda thì bằng V chia F, 60 chia cho 20 là 3 cm. Đấy, tính cái lambda được nói chuyện sau. Rồi, bây giờ cho AB là bằng 4 cm, O là trung điểm AB. Câu A, tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên cái đường tròn tâm O, đường kính AB. À, nó là như thế này nè tụi em. Thì như thế này. Thầy cứ vẽ cái đi nha, xíu nữa thầy sẽ nói sau. Nghe thầy nói nè. Tức là các bạn biết cái đường tròn, ví dụ đây là A đi, đây là B đi. Cái đường tròn mà có đường kính AB thì đây là cái đường tròn lớn, thì các bạn yên tâm đây là bài dễ. Tại sao thầy nói bài dễ? Tức là như thế này, các bạn phải hiểu như vậy nè. Ví dụ trên AB, ví dụ thầy lấy ví dụ là trên AB có 3 điểm cực đại đi. Thì thật ra sẽ có nhiều lắm nha, thầy chấm đại lên thầy gì hết thôi. Và các bạn biết nè, cái điểm cực đại á tụi em, mỗi một cái điểm cực đại nè thì nó sẽ có một cái vân, nó sẽ có một cái hyperbol cực đại đi qua, các bạn hiểu không? Tức là mỗi cực đại, mỗi điểm cực đại nằm trên đầu hẳn AB thì nó sẽ có một cái vân cực đại đi qua. Thì các bạn thấy nè, một cái vân cực đại nè, nó sẽ cắt cái đường tròn này tại hai điểm. Nếu mà các bạn nhìn thấy không? Thấy không? Tức là sao tụi em? Tức là cái bài toán này á thì các bạn chỉ cần gì? Các bạn chỉ cần đi tìm số điểm cực đại trên cái đoạn AB này thôi, sau đó các bạn nhân 2 lên. Hiểu không? Ví dụ trên đoạn AB này có 3 điểm cực đại đi, thì trên đường tròn sẽ có 6 điểm cực đại. Đúng chưa tụi em? Mình đang cần tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên cái đường tròn này mà. Đấy, thì cái bài toán nó là như vậy. Rồi, bây giờ nó lại quay về cái bài dễ rồi. Phải tìm nhanh đi nha. À, thì tìm bậc của A với B đi nha tụi em. Bậc của điểm A thì bằng AB chia trên lambda. Đấy, các bạn thay vô nha. 14 chia 3. Được chưa? Còn bậc của điểm B thì nó là đổi dấu thôi. Nó là bằng trừ AB chia cho lambda. Rồi. 14 phần 3. 4.6. Ok chưa tụi em? Cái này là 4.6 nè. Bên đây là trừ 4.6 nè. Rồi các bạn ghi qua đây. Bậc của điểm A là 4.6. Bậc của điểm B là trừ 4.6. Vậy thì sao? Vậy thì những cái điểm nào mà dao động với biên độ cực đại nằm giữa AB á, thì cái K của nó phải là số nguyên. Tụi em biết hai nguồn cùng pha mà, hai nguồn cùng pha thì hai, thì những điểm nào mà dao động biên độ cực đại á, nó sẽ có cái hiệu D2 trừ D1 bằng K lambda. Tóm lại cái K nó phải là số nguyên, nghe chưa? Cái K nó phải là số nguyên nằm giữa, chạy từ trừ 4.6 tới 4.6. Tức là nhớ cho thầy nha, cái K này nè, nó phải lớn hơn trừ 4.6 và phải bé hơn 4.6. Đấy, thì các bạn sẽ có K là những giá trị nào tụi em? K là bằng mấy? K là bằng trừ 4, trừ 3, đúng chưa? Chấm, rồi 3, 4, các bạn điếm ra thôi. Vậy thì từ đây tới đây nha, 4 trừ cho trừ 4 là 8, cộng 1 là 9, sẽ có 9 cực đại. Tức là có 9 cực đại trên AB, nghe chưa tụi em? Có 9 cực đại trên AB. Vậy thì suy ra sẽ có 18 cực đại trên đường tròn. Cái đường tròn mà bán kính lớn á tụi em, cái đường tròn mà có đường kính lớn thì chắc chắn là điểm nào nó cũng cắt hết. Còn chừng nào mà người ta cho cái đường tròn mà cái đường kính nó nhỏ á tụi em thì nó cái bài toán nó sẽ khó hơn một chút. Thì cái đó các bạn sẽ tự xét nha chưa. Có 18 cực đại trên đường tròn. Rồi, đó là câu A. Rồi câu B nè tụi em, câu B người ta nói là một cái điểm M nè thuộc cái đường thẳng AX vuông góc với AB và dao động với biên độ cực đại nha. Tìm cái khoảng cách từ M tới A sao cho cái MA nó mắc. Bây giờ như thế này nè. Đây bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình ra cho các bạn nha. Tức là bây giờ người ta sẽ có cái đây là điểm A. Thì nó cũng giống như cái bài trên thôi. Đúng không tụi em? Đây là AB nè. Đây, đây là A nha. Đây là A nè. Rồi, đây là B nè. Thì cái đường thẳng AX nó vuông góc với AB á tụi em. Thì bây giờ các bạn sẽ kẻ một cái đường thẳng ra. Đây, đường thẳng AX vuông góc với AB.
Ok chưa? Góc này vuông. Ok chưa em? Rồi, bây giờ các bạn phải hiểu như thế này nè. Đây là cái điểm, đây là cái trung điểm của AB, thì cái vân trung tâm á tụi em nó sẽ không cắt được cái trục này đâu. Cái vân trung tâm nó sẽ không có cắt được. Này cứ vẽ ra đi. Các bạn thấy không? Cái vân trung tâm nó song song mà làm sao nó cắt được? Tức là những cái cực đại nào mà nằm phía bên đây nè thì nó mới cắt được cái trục AX này thôi. Thì thầy lấy ví dụ đi. Thầy lấy ví dụ bây giờ thầy sẽ có những cái điểm cực đại như thế này. Đây các bạn quan sát nha. Đấy, thì các bạn nghe nè, mỗi một cực đại này á tụi em nó sẽ có một cái hyperbol đi qua đúng không? Nó sẽ có một cái vân đi qua. Đấy. Đấy thì vẽ nó đại thôi, nó không được đẹp lắm đâu các bạn, thông cảm nha, các bạn cứ hiểu như vậy. Đấy, bản chất bài toán nó là như vậy. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ nghe thầy nói nè, tức là bây giờ những cái cực đại khác á tụi em nó cũng sẽ cắt cái đường AX này. Đấy, nhưng mà các bạn phải hiểu nè, tụi em phải hiểu nè. Nè, những cái điểm nào á tụi em mà cái vân này nó cắt trục AX này nè, thì những cái điểm này là những cái điểm di động của biên độ cực đại nè. Nhưng mà các bạn phải nghe nè, một cái điểm M á tụi em, M á mà mình đang cần là M này nó phải gần cái A nhất, xa A nhất, đúng không ạ? M nè, muốn xa A nhất á thì tụi em nhìn luôn đi. Tụi em thấy không? M mà muốn xa A nhất á thì nó phải nằm ở cái cực đại đầu tiên này nè, tức là nó phải nằm ở cực đại bậc 1, đúng không? Nó phải nằm ở cực đại có K bằng 1. Đấy, nó phải nằm ở cái cực đại đầu tiên, đúng không tụi em? Đây là cái M xa nhất. Còn nếu mà M gần A nhất nha, nếu mà M gần A nhất á, thì M nó phải nằm ở cực đại có K lớn nhất. Đấy, tức là các bạn phải tư duy như vậy nha. M xa A nhất nè, cho nên M á, nó phải là, suy ra M là cực đại bậc 1. Ok cho tụi em, tức là M là đỉnh này nè. Đấy, được không? Thật ra nếu mà vẽ đúng á nha tụi em, trên AB của mình phải có mấy? Để thầy coi coi, trên AB có 9 cực đại lần. Thì trừ cái điểm chính giữa này ra là còn 8, tức là mỗi một bên sẽ có 4 cực đại lần. Nhưng mà thật ra không cần quan tâm đâu. Nếu mà có 4 cực đại thì cái K này vẫn là sẽ là 1 thôi. Tức là M muốn xa A nhất á, thì bắt buộc nó phải nằm ở cực đại bậc 1. Được chưa? Mà các bạn biết nè, M là cực đại á tụi em, thì công thức nè, điều kiện cực đại là D2 trừ D1 bằng K lambda. Bây giờ các bạn thay vô nha. Nè, các bạn nhìn nè, D2 á, là khoảng cách từ M tới B, đúng không? Đoạn này là D2 này. Đấy, thấy chưa? Đoạn này là D2 này. Còn D1 là từ M tới A, đoạn này là D1 này. Tóm lại là nhìn hình là thấy rồi nha tụi em. Nhìn hình là thấy rồi. D2 là MB, D1 là MA. MB trừ MA bằng K lambda, tức là bằng lambda luôn. Được chưa tụi em? Tại vì K bằng 1 mà. Rồi, đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là các bạn biết cái tam giác này vuông tại đây nè, mình đang cần tìm MA mà. Đúng không ạ? Mình đang cần tìm cái đoạn MA này mà. Vậy thì các bạn sẽ có là phương trình thứ hai là các bạn sẽ có là MA bình này cộng cho MB bình này. Cộng cho AB bình, thầy xin lỗi. Cộng cho AB bình. AB bình sẽ bằng là MB bình. Đấy, thì hai cái phương trình này các bạn giải nha, giải như thế nào cũng được, nó sẽ có rất là nhiều cách giải. Bây giờ cái phương trình trên đây thầy rút MB ra đi các bạn, rút MB ra nha. Thì thầy sẽ có ở phía trên đây nè. Thầy sẽ có được ở phía trên nè, là thầy sẽ có được là MB nó sẽ là bằng MA cộng cho lambda, đúng không? Thầy chuyển cái lambda qua đây. Lambda là 3 đó. Lambda là 3 nè, AB là 14 nè, thay vô luôn nha tụi em. Bây giờ thay vô nè, nè. Bây giờ lấy cái MB này nè, thay vô cái phương trình này nè. Thì bây giờ cái MA là mình đang cần tìm, mình ghi lại, cái này là MA bình nè. Cộng nè, AB bình là 14, thầy thay vô luôn. Rồi, bằng cho MB bình là bằng MB là bằng MA nè. Được chưa tụi em? Cộng cho lambda là cộng 3 đấy. Các bạn rồi, các bạn bấm shift son cái phương trình này là ra nha, tại vì nó chỉ có một ẩn thôi mà. Shift son luôn cho nhanh. Được chưa? Vậy suy ra thầy sẽ có được là MA bằng, bấm luôn. Được chưa? Đây. Đây, bấm luôn nha tụi em, bấm luôn nha. Vậy thì các bạn sẽ có được là MA là x nè, bình phương này. Được chưa? Cộng cho 14 bình phương này. Rồi, bằng cái gì đây? Bằng x, mở ngoặc ra nha, x cộng 3 tất cả bình. Rồi, shift son. Nó sẽ ra là 31.16 nha. 31.16 cm. Được chưa? Rồi, xong. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các bạn cái đề
hoàn thành cho các bạn cái đề số 3 này nghe tụi em. Rồi, chúc các bạn ôn bài tốt nha. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Bye bye các bạn nha.